Vâng xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn Tiếp tục quay trở lại với kênh của à, Vượng Vlog nha Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì à, Vượng Vlog xin được cập nhật đến quý vị và các bạn Tiếp tục cái câu chuyện của bà Loan trong cái thời gian này Thưa quý vị, à, lần đầu tiên vào câu chuyện thì Vượng Vlog cũng rất là mong các quý vị chúng ta hãy cho à, Vượng Vlog xin một ngón tay đẹp với lại ấn đăng ký kênh và các quý vị hãy để lại những lượt bình luận của mình để chúng ta cùng nhau góp ý về câu chuyện của bà Loan nha mọi người. Thưa quý vị thì ngày hôm nay mình đã đăng tải những cái thông tin uh, về cái câu chuyện của bà Loan trong cái buổi uh, đêm ngày hôm kia. Uh, tức là ngày mùng 9 thì bà Loan đã xây dựng và cũng đã làm mọi cái việc mà trên cái mảnh đất của bà đã lấy lại. Thế thì ngay sau khi cái cái đất của bà Uh, đã được uh, cơ quan chức năng vào cuộc thì cũng đã tạm thời gọi là lấy lại. Thế thì bà cũng đã có quyền để mà xây dựng trên cái đất của bà. Và trong ngày hôm nay thì uh, đến ngày mùng 9 bà đã uh, đã làm đã xây dựng thì đêm đó mọi người nhé đến đêm ngày uh, mùng 9, dạng sáng ngày mùng 10 thì sáng dậy thì là thấy những cái chỗ mà đã xây rồi thì là đã bị uh, đã bị 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 uh, đạp đổ. thì ngày hôm nay uh, tức là ngày hôm qua mình đăng tải thông tin là đã bị đạp đổ. thì có một số người vô cái video này của Vượng Vlog uh, cho rằng là mình tào lao, cho rằng là Vượng Vlog uh, đăng tin sai sự thật. nói thật với mọi người này này. sau khi mà xây dựng đến dạng uh, sáng ngày mùng 10 thì khi dậy thì đã thấy những cái chỗ xây đó bị đạp đổ Thế thì có người bình luận vào cái video của Vượng Vlog nói rằng là ở Đây là, là, là bà Loan lấn chiếm Bà Loan lấn chiếm đâm ra là bị uh, cơ quan chức năng người ta Người ta dỡ đi Nói thật với quý vị này này Trong đêm ngày mùng 9 Dạng sáng ngày mùng 10 Cái cam Ở cái nhà đối diện của cái thổ đất của bà Loan ấy họ đã quay lại được. Thế nhưng mà không hiểu sao cái lúc mà uh, đúng cái lúc mà có ba ba cái bóng nó gọi là ba cái bóng đen ma gà rồng đó mọi người. Ba cái bóng đen ma gà rồng đã trà trộn vào đó và đã đạp đổ cái chỗ mà bà Loan đã xây dựng đó. Thế thì mọi người phải biết rằng là uh, khi mà bà Loan cùng với các anh em thợ người ta làm ấy thì dân làng đến rất là đông và cái, cái cái cái, video quay lại cái ngày hôm đó thì có hai ba anh công an đứng ở cái góc ở cái video đó anh ấy cũng đứng canh công an đứng ở đó nó thật mọi người là bà con nhân dân người ta cũng rất là vui mừng người ta đã đến người ta đã ủng hộ cho bà loan rất nhiều thế thì có một số một số mình không biết là phe phái nào đã vô cái video của vượng vlog nói rằng là đó là bà Loan xây lấn chiếm thì cơ quan chức năng người ta dỡ đi. Bạn phải xem lại câu nói của bạn hay là bạn của phe phái nào thì mình không biết nhưng ấy bạn không xem không nghe bạn không hiểu thì bạn đừng vào đây. Bởi vì thưa với mọi người là nó đã ba rõ ba mặt một lời là như vậy rõ ba mặt một lời rồi tức là khi mà xây dựng đến sáng ngày mùng 10 thì tỉnh dậy đã bị đạp đổ rồi. Đó là một cái thông tin chính xác và cái thông tin này không thể sai lệch được. Cái cam của cái nhà đối diện nhà Bắc Loan đã ghi lại được ba con ma gà rồng Đó, buổi đêm đã uh, nhảy vào đó và đã đạp đổ cái 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 chỗ mà Bảo Loan đã xây dựng. Thế thì khi mà bị đạp đổ thì lại có đơn. Đấy lại có đơn lên cơ quan chức năng mong các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc. Thì tới đây mà cơ quan chức năng mà làm việc mà tìm được ra ba cái con ma cà rồng này ấy, cái ba cái bóng đen này ấy thì tội càng thêm nặng quý vị. Thế thì mình hỏi mọi người là còn ai vào đây được nữa? Ai nó dỗi hơi, ai nó hơi đâu mà nó đi vào đó để nó làm cái việc đó đúng không mọi người? Chỉ có những cái loại rõ bà mặt một lời chả cần nói thì cũng biết là ai. Đúng không quý vị? Mình không cần nói cũng biết là ai làm cái việc đó. Đến sáng ngày mùng 10 dậy thì thấy be bét cả, thế có đau lòng quý vị. Nhưng không sao, lại xây lại không sao cả. Lại xây lại. Thế thì tới đây ấy tội nặng càng thêm nặng, càng dẫy bao nhiêu thì càng thít chặt bấy nhiêu. Đây là một cái điều rõ ràng không thể chối cãi thế thì mình nhận được mấy cái bình luận vào video của mình là nói rằng là mình cập nhật tin tào lao đó là bà loan bà ấy xây uh, lấn chiếm thì bị cơ quan chức năng người ta dỡ đi thưa với mọi người không những người có mắt nha. không những người con người chúng ta có mắt nhưng ban đêm chúng ta không biết chúng ta ngủ chúng ta không biết chúng ta không nhìn được thì còn có à, mắt bằng sắt nha mọi người mắt bằng cam mắt bằng sắt được lắp đặt khắp mọi nơi thế thì như thế nào thì mọi người sẽ rõ ngay thôi chẳng có cái gì để mà 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 phải suy nghĩ cả thế còn ai vào đây được nữa thế thử hỏi mọi người là còn ai vào đây được nữa để mà 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 phá hoại cái này của bà Loan chả nói thì người ta cũng biết Thế thì tội nặng càng thêm nặng Thế còn theo dõi video ấy Còn biết Mình không biết cái bạn này bạn bình luận bạn có biết hay không Mình không biết là bạn ấy có hiểu hay không Hay là bạn ấy cố tình Nếu bạn cố tình thì xin lỗi bạn Xin lỗi bạn Một người mù chứ 10 người Trăm người ta không mù Đây là một câu chuyện mà mà rất là buồn cười khi mà mình mình đọc được cái comment đó hay là đây là cái quân bảo vệ cho cái phái thích không không thích làm mà lại thích có ăn kiểu vậy. Không không trốn được tội đâu quý vị, không thoát được tội. Bởi vì mình khẳng định với mọi người là không thể thoát được tội. Nha, cái tội nó còn gấp đôi lên chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ bà xây dựng lên thì bây giờ phá hoại thì đây người ta gọi là phá hoại tài sản tội này quy vào tội phá hoại tài 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 sản và nó sẽ vào điều khoản thì tội càng thêm nặng. Thế thì cái lắc bạc nó cũng sớm muộn nó cũng được tặng thôi chứ mọi người cũng không phải chờ lâu nữa đâu. Làm ăn cái gì thôi thì không nuốt được thì nhả ra, hối hận đi thì còn kịp, đúng không quý vị? Không nuốt được thì nhả ngay ra thì hối hận đi rồi còn kịp rồi, pháp luật sau này người ta còn khoan hồng cho. Chứ còn bây giờ càng như vậy thì nó lại càng uh, càng lộ rõ được cái bản chất, một cái bản chất mà cái con người tham lam đi. Nó càng lộ rõ cái bản chất con người tham lam chứ chả có cái gì cả. Như bản thân mình nói thật với quý vị là mình theo dõi cái vụ việc này của bà loan rất là nhiều rồi. Cho nên mình cũng rất là hiểu cái chân tơ kẽ tóc của những cái con người mà nó gọi là tham lam để muốn chiếm đoạt tài sản của người khác đó. Thế thì cái bạn này bạn vào bình luận thì mình điên quá Bây giờ hiện tại là... Hiện tại lúc này là hơn 10 giờ đêm Ngày mùng 10 nha mọi người Cái clip này thì tức là sáng ngày hôm nay mình mới đăng này Sáng ngày hôm... tức là sáng ngày 11 thì mới đăng này Đây là đêm mình bực quá mình làm Thì đêm mình sẽ... 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 sẽ gửi đến mọi... Uh, sáng mai mình sẽ gửi đến mọi người thế Tức là mai mình các bạn sẽ được xem clip này Đó, thế thì... Khi mà mình đọc được bình luận mình rất bức xúc ngay lập tức là mình lên clip ngay bởi vì mình muốn nói với quý vị là không phải cơ quan nào đâu mà đây nó thuộc về cái đây là nó thuộc về cái 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 phá hoại tài sản này và nó thuộc về cái vấn đề mà uh, tranh chấp thì mình mình chưa hiểu là là, là 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 ai làm cái việc này đó mình chưa hiểu các quý vị khán giả cũng hiểu là ai làm chứ không phải là riêng mình đó. Thế thì bạn có bạn này bạn vào bình luận thật sự rất là à, nói mình là tào lao. Đây là bà Loan lấn chiếm rồi cơ quan người ta dọn người ta dẹp đi. Xin lỗi bạn. Lúc gia đình bà Loan xây cái, cái 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 ở trên thổ của bà ấy, thổ đất ấy thì có mấy anh công an cũng ở đó bà con dân làng người ta đến rất là đông. Người ta ủng hộ cho bà Loan rất là nhiều thế thì cứ xem đi rồi tới đây mới biết chứ còn đừng cào phím vào đây rồi à, nói mình thế nọ thế kia nó không đúng với cái quy trình thế còn bây giờ cái cam đã ghi lại được ba con ma gà rồng đã à, một đêm hôm ấy đã vào và đã đạp đổ bức tường đó ba cái bóng đen nó mình gọi tạm thời là ma gà rồng cho mọi người cho nó quách đó, mình gọi ma rồng cho nó oách rồi tới đây ba ba con ma rồng đó sẽ phải trả một cái giá cũng không hề nhẹ đâu mọi người nó phá hoại tài sản mà đây có nó gọi là phá hoại tài sản thì cái tài sản này thì đương nhiên đó, người ta sẽ xem xét rồi người ta sẽ đưa vào một trong những cái điều khoản nào đó thì đương nhiên phải tội chịu tội trước pháp luật chả có cái tội gì mà mà oan cả Thế thì mình lên clip, đây là mình cũng muốn nói đến quý vị và mong quý vị chúng ta tiếp tục ủng hộ cho Vượng Vlog. Hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho uh, Vượng Vlog nha. Cảm ơn quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công cho cuộc sống nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.